yang maya lo sepia. Hai. Kira bisa dia mau mulai. Chumoy nang lap nhiều tới cho đôi chị trong càng nghe dương á. Ừ ha. Nghe sư mình ta chumoy nang khác sẽ nó cứ thay dương chậm nay. Bé chumoy nang ở ca thường là mất ta bay buồn mau ta mà nó sẽ cứ ai đó ở khác sẽ nó ba thay dương lên cầm sáng. Chào cái thay dương anh có là nghe cả ban tiếp chumoy nang. Cháu tao lớn rồi nè. Chưa nó có phong là tam bị khỏi đây mà nó chạy. Một cái nhà tây bàn chì chẳng hạn đây nghiêm gặp bất phây đá chứ ấy không gặp phây nữa mà đây là rừng chơi là chuyện từ chưa giờ nào vào trong chuẩn bị luôn sắp xếp cái nhà tây luôn. Ê mày nè xua giờ bao gì má hay mày tay mày sờ bài hết à sờ bài anh tao bên mày nhau mơ bị chừng ngày cái nhà rồi là rừng luôn được mà ở cái nhà tây mày phây hết á ở tây phây phòng Tàn chân, lấy thôi ta thì mấy cái ba gạt ba đấy. Giờ mấy bạn ba kìa. Lấy thằng lấy riêng lo bẻ tôi thì cho nên nhung riêng lo bẻ đá nhung mưa rồi cả một tiếp lưu bẻ nó cái nhà tây mình đá nữa. Cha hay mình. Ở đây tôi cuốn tay coi lần hổng chơi nhưng tay phây đây một tháng phây đây đẹp phây vậy. Cho nó sẽ phe thằng chung phây. Ở cái nhà tây mấy nha. Tớ bố nguyện phây mền. Tại đã bê chi ban mình chôn mới nhầm thông ba đồng. Giờ lá chơi ba cái nè. Mấy nha cha khốn ba chứ nên khi nhầm bố luôn hay cha tha cả lúc đó lắng chua hay chăng mình đang phải chăng vậy tha xe hoạt mình nha vậy bà đào riêng rồi bà đào đó bà tu kiện chăng ai tới mơ bà đào riêng phay tàu nhom là sao hay hay mình đẹp bông bông bà chia cho con mình khai chắp thôi tới em kiên bị áp ta bạn hãy bắt ba mặt đòn lấy chuông nhà tây nó kẹn bây giờ lấy chạy dương xu đặt nghề dương lại xu là bông camera mé nó mình phay hot bông bông phay hot bông phay No. 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 That I know. No. Bạn nào đây vậy? À, lấy chuyện nào bà rong rồi viếng dương buôn nè, chúng muốn cái chiếc xe linh hay chúng muốn racing, bộ racing hao vậy? Bà lấy dương từ xuôi chúng. Bộ racing. À, lấy chơi đó lấy dương từ xuôi chúng nào bà rong biết hai thì sẽ dương buôn này. Okay. 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 Chúng nào bà rong vậy? Nào, buôn lấy tí muối đây kia. Bà. Cái sông trên cho sinh kiến. Bà lấy dương đang không sẽ là bỏ dương chi tu ơi, đòi lấy nó sau phần ni muối hay phần ni mấy ở trên kia chẳng? Ôi, tầm chi hai mấy sờ bài rằng ấy lao mà lơ vậy. Tầm chi đây là hot. Dạ, hot lao mà môn kê môn ai mà nấy hay mấy. Nhưng mà nó mấy nhờ làng từ môn kê mà làng sổ từ ngắm kê nhá là mấy cái tao ở tao mấy nhờ. Dạ, rất mấy nhờ lấy xua ở cả nhà sân hay mấy nhắc nó về làng chí nó mới mang treo ấy. Ôi, treo ấy, treo tỉnh tí áo treo ấy cái treo bánh trăm bằng côi vậy. Nghe rõ mày đấy. Phụ ba treo tăng phê. Ê, thử lọc treo chú bình môn mà ạ. Ốt phô, chỉ là tìm mươi bọn. Dạ hay, dạng xuống mươi tiệt. Chạy hay tạc ạ. Chạy hả bọn. Chạy hả? Ủa chứ bạn miền phầy sao cái tên chung ai mình tên. Ây, Mr. mày đấy. Ê, anh thân cái chĩa nè. Sao bái nó bọn, còn tay tức về anh chô thì chĩa tí anh thân hắn lắm. Ôi, hắn thẻ, hắn chô thì chĩa tí ai. Bạn. Mình tầm cho bị xe linh, mình là lấy hút. Ba tôi sẽ chôn mơ. Lúc sắp nó cả nhà tây, mỗi lần đi sắp bao giờ nơi cả đá luôn. Lúc sắp Ê, hô mùi, hô mùi. Mày ơi, tôi sẽ hót mình tên không? Chẳng hả bà? Ông ly sẽ kìm báo với nè. Chẳng hả chùa? Chẳng hả chùa? Chẳng hả chùa? Dạy đó, nhóm chai đó. Mày chai, mày chai. Cái nhà tay ngớp, nhóm tư bên này rồi. Chị đã tốt chai phong. Ba cái ta, mày đây cái nhà tay mấy nha, nhưng chị à, tụi treo mấy nha. Chàng cứ tham mẹ đóng tha sức phái mình tên tầm đâu, còn ta còn tha mẹ đóng này dừng thay một tên là xa ta tất cả lọc thông thông mà chắc khỏi dừng khlôn mà ta ai ấy để xa trẻ tìm mỗi nhìn nhóm trẻ hạt tật tìm bí nè nhóm tục chật bóng lơ nẹ chào tù quá nhóm này nhóm này chào bà ơi nhóm mình nhóm này chẳng đi thu 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 chẳng tôm nó chập đam đầm na kha tăng vì đa mau tăng vì chín năm na đấy bạc ca về bạc hàng trăm chín năm hai hay về bạc mau bấm ba cả lá bạc hàng chúng ta chụp bảy hà thà hà bóng rồi có bảy hà thà ở sơn chẳng đánh nhây hay ở miền ở sơn miền tây chỗ này châu lắm không hàng nhưng mình bán thà ở miền miền ở miền miền nhiều ấy miền cua sầm đấy chắc ngày nào có chuyện đấy nhé mong nói lấy chuyện này xua bo mong xong xua mọi ở vậy nên tin đi ta miên sự vật tập hiệp lo ở đấy bông cha là o
Hay chăng sư ta khang bóng mình hiệp trăm sẽ vào cam một vấy khá đó nhiều chết năng khi ăn rạ chết bóng. Thà nhầm bầm ra tập tục cao hay nồng tục ấm hay nồng lụa xe cả lọc hay bì giá xanh tích tụi. Hay nồng miền là hai cái món bà này. Ấp miền là hai thích thầm. Chẳng mà cô ta bị phê thà lại bị tụi chứ. Chẳng. Chia xe cả lọc miền ấy chăng hay miền chia selling chị ấy mình nâng á chà. Hay giờ phía chân nhiều thịt cho con máu lắm chờ là chị chân thịt khoai được bỏ tế. Bỏ rồi tế. Yeah. Only my wife. Oh, nobody else. Only one. Only, yeah, only my wife. No other people. Oh, what's your name? Anyway, we want to know where you come from. I come from England. England. Yes. 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 Oh. Cut. Thank you. Bạn giấy phi chùm nạp ở đó mà bọn đi khá nhóm to nên phải đi khá nhóm ban phút đầm nạp ở đó có ơ chà chân này ổn trái mình á lúc mẹ rồi chị cả nhà đó cứ mẹ rõ môi thang sử bái nâng sát sai mình tên tại mà đông hay ở quay đẹp bị xe môi tiết nó cứ tha dễ chăm tới ảnh việc tha ở quay đẹp hot nơi nâng mình sử bái chất cứ bọc chào ta tam tật ở hồi bây giờ tật màu chân tới dân tục lên đang ở bên tật khô tới bây ta tam tật ấy kê khô tam tật chà hay ở quay em mới chết á sạch cứ tha xô sát sát tên tại mà đông hay nâng tên sử phép tên nơi khăn mục là bao dớn nhưng khôi mình coi chẳng tra nên tôi mục nhớ ây nâng khôi ngọp nhớ tên cho chị bà xe thư tháp nhớ tên cho ổn đã chuyện chơi một tuần này một sáng tròn chá chá hay ở nhóm ở rõm chị Plaid, ông cô lên trên. Cảm ơn muốn nhóm club chi tờ mà tô tất. Hãy nâng ông bố sẽ đào ông bàn ảnh á. Bạn ta thấy nít dù bàn chi cho mùi nâng tục đài phở đại cái chó được cái đau. Chà, bạn ta nhớ nhóm mình chụp nạp ở rõm mùi tiệt. Bạn phải bình xác mình tên xe mà đồng. Vì bố thật chè, là chi tục, ạ chào tục mán. Ả chào cô cách ấy bàn, là chi xe linh, ạ chi xe linh hơi, cách cho cô bàn hơi. Chẳng nhớ tham, đôi chi mình chụp đến lớp tắc mong á. Hay, vậy là tổng khăn á. Chọn lươn lươn và chọn dứt dứt, chọn chuyến chuyến, chọn sạm sạm, chọn tới cóc cọc. Chọn con là lớn á. Lớn cũng biết nào lắm, lớn thằng từ mới nhân cái nhà Tây rồi nha, lớn đó đôi bắt đục rật. Chà, đôi khi là đón thằng bắt đục rật. Dây bằng ấy, đăng là lục rật tên nào. Phải lấy từ bãi lên đó. Đi chi tên nó qua tới. ចាំបើសិនចង់ពិសាច្រើនពិសាលើពេលហើយផ្សាហើយសម្រាប់ដល់ហើយខ្ញុំមានទឹកមិនបៃបួនប្រាំ6 7កំប៉ុងដប់កំប៉ុងទេចាហើយជាមួយនឹងស្រាបៀនឆានីផងដែរគឺថាខ្ញុំទៅមិនធ្វើឲ្យធ្វើទុកនៅក្នុងខ្លួនណាគឺថាអត់ឈឺក្បាលអត់អីទេគាត់ពេលយើងញ៉ាំចឹងទៅយើងគេងហើយពេលយើងខោពីគេធ្វើអារម្មណ៍យើងស្រស់ថ្លាចាចាអរគុណណាស់ឥឡូវនេះក៏សូមនាំអារម្មណ៍ទៅសិកយើងតាមអានទស្សនាទិដ្ឋភាពជាបន្តជាមួយ
សរសៃនៃកញ្ញាឥឡូវនេះខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនៅក្រុមនៅកំពុងតែលេង31ឥឡូវនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលេងជាមួយគេតែម្ដងសូមលាគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់និស្សិតយើងមកពីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទមានថាចំណាប់អារម្មណ៍ថាមកទីកំសាន្តទីនេះសប្បាយបងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថានៅទីនេះមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយទៅដូចថាមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនហើយភ្ញៀវច្រើនជាភ្ញៀវអន្តរជាតិហើយនៅទីនេះមានអាហារដូចថាមានតម្លៃសមរម្យហើយនៅមានកន្លែងស្នាក់នៅថែមទៀតផងចាសសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទីនេះពិតជាល្អណាស់ប៉ុន្តែនៅខ្វះខាតចំណុចមួយចំនួនដូចថាពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកគឺមានឃើញការសាងសង់នៅសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែរនៅលើផ្លូវខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះមើលមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវល្អពីព្រោះផ្លូវគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយរបស់វិស័យទេសចរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យមានការរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាងនឹងបន្តិចបងចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថានៅទីនេះឃើញសេវាកម្មខ្លះគឺរៀបរយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅមានផ្នែកអនាម័យចំពោះអនាម័យវិញគឺអត់ទាន់បានពេញលេញល្អទេដោយសារឃើញប្រជាជនយើងខ្លះអត់ទាន់យល់ដឹងពីផ្នែកអនាម័យដូចធុងសំរាមដាក់នៅតាមកន្លែងប្រហែលជា10 20ម៉ែត្រមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បានរៀបរយទេគឺចោលនៅតាមសមុទ្រឬក៏តាមវាលចេះឯងគឺមិនទាន់បានរៀបរយអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យប្រជាជនទាំងអស់យល់ដឹងពីផ្នែកអនាម័យដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងសង្គមជាតិយើងផងដែរចាអរគុណចាខ្ញុំសូមបន្ថែមយោបល់បន្តិចអំពីផ្លូវបងនិយាយពីផ្លូវពេលយើងជិះចូលមកគឺយើងឃើញថាល្អហើយប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះដែលយើងឃើញថានៅទាស់ខ្លះបងគ្រាន់ថាផ្លូវកន្លែងខ្លះមានកលុកហើយរៀងហុយហើយបើសិនជាកន្លែងផ្លូវបត់ឬក៏មានកន្លែងកោងអីយើងគួរតែដាក់ផ្លាកដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងចូលទៅត្រង់ចំណុចណាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការជិះចូលកុំឲ្យមានការពិបាកដល់ភ្ញៀវទៅចូលជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបងអរគុណចំពោះខ្ញុំវិញមកចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាមិនយើងមិនគួរមានតែភ្ញៀវអន្តរជាតិទេយើងគួរមានភ្ញៀវជាតិហើយនៅទីនេះគឺថាម្ហូបអាហារសម្រាប់តែភ្ញៀវអន្តរជាតិគាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែបើកភោជនីយដ្ឋានឬក៏ដូចថាកន្លែងតូបមួយដែលលក់ម្ហូបខ្មែរឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅប្រជាជនខ្មែរគាត់មកគាត់ងាយស្រួលទិញម្ហូបអាហារនៅទីហ្នឹងស្រាប់កុំឲ្យថាពិបាកនៅហ្នឹងមានណាបាទទេយើងគាត់ពិបាកហូបប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ចូលចិត្តអាភាសារបស់ខ្មែរយើងបាទបាទលោកទេកញ្ញាបាទកញ្ញាសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាខាងក្រុមនិស្សិតគឺទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនបាទចាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះជាមួយនឹងការចូលរួមពីខាងនិស្សិតនិស្សិតចាក៏ដល់ពេលដែលមានសមាជិកច្រើនហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងមានភាពសប្បាយរីករាយចាដល់ពេលសប្បាយដល់ពេលសប្បាយរីករាយយើងសំណើចកាកកាយលីលំគ្នាមកយ៉ាងណាចាអរតែឃើញថាមិនដែរមិនដែរយ៉ាងណាយ៉ាងណាថានៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយមែនព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានសមាជិកកាន់តែច្រើនហ្នឹងទៅបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺថារមណីយដ្ឋានរបស់យើងគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់គឺនៅរមណីយដ្ឋានអូត្រេសចាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចា៎ហើយតែជាចំណាប់អារម្មណ៍ជាងគេបំផុតនោះគឺសម្រាប់ selling គឺជាលើកទី1សម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំហើយសង្កេតថាទស្សនិកជននៅពេលដែលបានមកកំសាន្តនៅឆ្នេរអូត្រេសនេះបាទក៏សូមកុំភ្លេចសាកល្បងជាមួយនឹង selling ជាមួយនឹង board racing បាទសាកល្បងបងប្អូនស្ថាប័នសុខស្រួលមែនទែនព្រោះណាមិញនេះយើងជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតគឺទទួលបានភាពសុខស្រួលចំណាយកាកកាយលេឡំគ្នាអូយមិនជួយបើកខ្លួនដៃទៀតណូបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកសេកញ្ញាបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីនិស្សិតដែលជិះមកពីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឃើញថាមានការផ្លែកហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនដូចជាសិស្សមួយចំនួនក៏បានចំណេះដឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងដែរចា៎ហើយជាមួយនឹងពេលនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណដល់ក្រសួងទេសចរចា៎ដែលបានឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងរៀងរហូតមកចា៎អរគុណទៅដល់ស្រាប់ពីអានឈើបាទរសជាតិស្រាលស្រទន់បាទធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាអ្វីដែលសំខាន់គឺបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលមានកម្មវិធីផ្សេងៗ complete ជាមួយនឹងស្រាប់ពីអានឈើស្រាប់ពីអានឈើអានឈើគឺស័ក្តិសមនៅពេលលំហែកាយនៅមាត់សមុទ្រឬកន្លែងទេសចរផ្សេងៗជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងសមរម្យសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់និងលើកកិត្តិយសទៀតផង
បាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងមានការចូលរួមពីនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជាសាកលវិទ្យាល័យដែលផ្ដល់នូវការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ក៏ដូចជាសូមអរគុណដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រប់កម្មវិធីនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នចា៎ហើយសង្ឃឹមមួយវិញទៀតនោះគឺបន្ទាប់ពីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបានទៅទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទស្សនាជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានកោះឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរអូត្រេសនេះឲ្យកាន់តែច្រើនចា៎គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចា៎ព្រោះថានៅខាងក្រៅរបស់យើងនេះគឺមានភាពស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងបរិយាកាសហើយនឹងមានថ្ងៃរៀបលិចគឺថាពេលដែលយើងលេងកំសាន្តហើយពេលល្ងាចយើងអាចអង្គុយរងចាំជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគឺស្អាតស្អាតមែនតើបាទឥឡូវយើងជំរាបរៀនជូនឲ្យយើងទៅមើលថ្ងៃលេងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាំងពេលវេលានឹងមកណាដែរCambodia, Kingdom of Wonder.